Cô cứ
sông vẫn có một chàng khờ. Ở bên này sông có một người thầm nhớ em. Ở bên này sông anh vẫn ngóng trông đợi chờ. Mà ở bên này sông sao cô cứ mãi làm ngơ. Lấy chiếc thuyền nan anh kết sang thuyền tình, kết cho mình nên duyên nên nở gấm hoa. Sông sâu là sâu nhưng cũng chẳng sâu bằng mình. Bao lâu cùng yêu, bao lâu cùng ở bên nhau. Lại cho con chụp mô hình cho Lâm. Chụp kim, chụp kim. Lấy. Em lấy ra rồi lấy. Con ơi chú Lâm ơi. Rồi nhận không chú Lâm? Sao chúng quê yên bình, giọt phù sa đắp chung ân tình, ngọt ngào hương thơm lúa non. Bao ngày nuôi ta lớn khôn, một đời bên nhau sắc son, câu chung thủy trăm năm vẹn tròn. Thương gọi thì cưới thôi, thiệp hồng ta có, đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang trọn đời. Nhau môi mình hết ly, một lời xin khắc ghi, tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý. Rộn ràng đám cưới, anh em hò hàng đông vui. Mong cho tụi mình nên đôi, trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân. Từ giờ về sau em đây đã có
lên hỏi ông trời là thương em quá ngỏ lời được không. Ông trời kêu có thương thì nói chứ đêm nằm gối tương tư nặng lòng. Anh là trai miền Tây thật thà chất phác, đời thanh niên nghiêm túc đâu có bê tha. Nhưng hôm nay trời chẳng thành gió mát, ngân nga vài câu hát tâm tình đôi ta. Ừ thì thôi anh nói ra hết em ơi, rằng từ lâu anh kết em rồi. Dù ngày mai sương gió gian khó, xin hứa sẽ mãi chăm lo. Thế giới đổi thay nhưng trái tim thề nguyện không đổi. Thương rồi thì cưới thôi, thiệp hồng ta có, đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang còn đợi. Trong đó có thay từ đường dài mà xe diệp giờ đây đại diện cho bên họ hai nhà gái nhận lễ tiến hành cho hai cháu phải làm lễ bái gia tiên. Một lời xin khắc ghi, tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý. Rộn ràng đám cưới anh em. Chào lễ cho hai cháu quay ra thêm thì tôi xin thay mặt đại diện cho hai cháu hướng dẫn cho cháu để làm cho cháu nó biết cái nghi lễ. Thì rốt qua một tình đầu tiên và sau đó những phần nghi lễ. Kính thưa hội đồng lữ tộc hai họ kính mến, được biết hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2024, cũng là nhằm ngày 24 tháng 9 năm Giáp Thìn, cũng như ông bà là Lê Thành Trung và Võ Thị Cẩm Thanh ở khóm Thành Lợi, thị trấn Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, An Giang đã kết tình tham gia với ông Nguyễn Văn Minh và bà Hoàng Thị Chi, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, để kết đôi bạn cho hai cháu thì nói lên là Lê Thị Cẩm Tiên và Nguyễn Trung Bảo. Giờ đây tôi xin thay mặt đại diện cho bên nam chủ hôn, nữ chủ hôn để làm phận sự cho hai cháu làm lễ bái gia tiên. Lời nấu đầu tiên xin gửi đến quý lữ tộc lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý tộc, thì nhận thấy họ nhà trai có đến trình thánh lễ và nghi lễ của bên nữ chủ hôn cũng gồm có những phần như sau. Thứ nhất là cho cháu vào hai bên thông gia ra làm lễ bái gia tiên huyện Hương Năng để chúc mừng cho đôi lẻ. Phần thứ hai là cháu ra lễ bái gia tiên và tam bảo y như thường nhật. Phần thứ ba là lễ bái trong họ, phần thứ tư lễ bái ông bà còn đang thì tiền. Phần thứ năm của mẫu mạng và phần thứ sáu là chú bác cô mẫu thì hiểu trong thân tộc. Giờ nghi lễ cũng đã sắp đến, giờ đây trân trọng xin mời hai tham gia ra huyện Hương Đăng bấy từ đường để chúc mừng cho hai trẻ. Xin mời hai tham gia. Nét quê nhưng mà em vẫn nuột nà da ngầm mắt biết ai nhìn mà không yêu.
Em là một đóa hoa hồng không son phấn đẹp tự nhiên. Tới nay kem duyên chưa qua một mối tình. Mà anh ơi nếu anh có ưng tình em có hơi tưng tưng nắng mưa. Mưa nắng thất thường lắm. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng. Hỏi anh thương bé hồng sao anh mãi lòng vòng. Giờ đây chi nữa xa xôi mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đông ngày vào lòng anh. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng. Phúc đi ra cho cháu làm lễ. 2 3 4. Rồi chú Năm ơi, sau khi trang diễn trân trọng kính mời bà ngoại đến để uống một ly rượu chúc mừng cho cái ngày vui quy của cháu mình. Rồi nhìn đây chú ơi, nhìn đây chú ơi, nhìn. Rồi chụp hình luôn bà ngoại ơi, rồi uống đi ngoại ơi. Thì ở bên ngoài có khách họ phụ luôn chú anh phải không ơi. Rồi rồi vậy nghe, đưa mẹ đi. Thôi thôi làm lại đi. Thôi mà sao mà ngồi cầm đi, cầm đi. Rồi nói chú gãy, chú gãy, chú gãy. Đẹp xa ra kem. Rồi còn hai bà người đụng đi uống miếng nha. Lâu rồi hai mà lâu rồi không uống. Rồi cha mẹ cho con lại xá. Xá đi, cùng tay xá lại hai xá em. Đây, đứng sáng vô ba mẹ chung xíu. Rồi, sáng hai xá đi. Rồi, xong. Thì sao uống rượu chúc mừng cho cha mẹ của ông bạn không? Kính mời trở về vị trí cũ. Rồi, đứng hai tay đưa. Ăn lưng xuống kìa, trường hợp lắm. Đứng dịnh hai tay chút kìa. Những cái tiếp theo thì kính mời cũng như là các bác xấu hoặc giả là cô dưỡng gì bên họ nhà gái đó thì chúng ta vào trong để uống cái ly rượu. Sai ra chút kem, đứt cái đầu chú gái. Con chụp sai ra chứ. Gom ra hết ống rồi. Rồi, cá mình lại hả xá. Cá ngay hả xá. Rồi, mời ăn lại chú rượu. Kè bụng tay bên kia. Rồi bưng hai tay chú gãy nha chú gãy ơi. Rồi dính đi ngon, dính đi ngon, dính đi ngon. Rồi vậy đi nha. Rồi. Kêu bằng em đấy. Thành cho anh không? Tiếp là em nghĩ cho dâu thì cho con càng dài. Bên nam chịu hôn trước hết là tiền thông dụng 40 triệu và cho cô dâu chú rể là một cây vàng. Mặt biển lỡ làng anh có theo. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh hai má ửng hồng. Hỏi anh thương bé hồng sao anh mãi lòng vòng. Giờ đời chi nữa xa xôi mùa bội thu cũng qua thôi. Em như lúa chín trên đông ngày vào lòng anh. Là em cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng. Ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chủ tiệc cùng âm thanh ánh sáng Thanh Tuấn xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, hôm nay tháng tốt ngày lành, chúc mừng hai họ đã kết thành thông gia.
cảm ơn quý quan khách gần xa đã đến dự buổi tiệc cưới của hai nhà chúng tôi. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an tọa chỗ ngồi để chúc cho đôi bạn trẻ nên đôi vợ chồng. Đám cưới thì rực rỡ màu hồng. Kim Mỹ cũng xin được chúc cho toàn thể quý vị cũng được an lòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau thời gian quen biết, tìm hiểu, cô dâu Cẩm Tiên cùng chú rể Trung Bảo đã nhận ra rằng không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Và cả hai sẽ đem đến cho nhau những gì cao quý, tốt đẹp nhất, cũng như giúp đỡ nhau hoàn thiện hơn trong tương lai. Và hôm nay đây, tất cả những vị khách quý của chúng ta có mặt trong buổi lễ cưới này cùng bởi một lý do duy nhất, đó là chúc mừng hạnh phúc cho đôi nguyên ương. Và kính thưa quý vị, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha, tân tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay cũng là nhờ ơn sanh thành dưỡng dục vô bờ bến của các bậc sanh thành đã nuôi nấng và dạy dỗ cho hai em được khôn lớn nên người. Và trong ngày vui, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô dâu Cẩm Tiên cùng chú rể Trung Bảo thì không thể thiếu những nhân vật quan trọng ấy trong buổi lễ hôm nay. Về phía chủ hôn họ nhà gái, Kim Mỹ xin được trân trọng kính mời ông bà Lê Thành Trung cùng bà Võ Thị Cẩm Thanh là song thân của cô dâu ngụ thị trấn Vĩnh Thành Trung, châu Phú, An Giang. Xin toàn thể quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ nhà gái. Ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang là song thân của chú rể. Cô xin toàn thể những vị khách quý hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón họ nhà gái. Kính thưa quý vị, từ ngàn xưa và tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc. Khi hai trái tim đã hòa cùng một nhịp thì đôi nguyên ương của chúng ta cũng muốn được gắn kết với nhau như sim liền cảnh, như cây liền cành. Và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Giờ đây những người thân quen của cô dâu Cẩm Tiên cùng chú rể Trung Bảo cùng thật sự hoan hỷ chào đón sự kiện trọng đại này. Quý vị xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cổng hoa để chào đón đôi tân lang tân y nhân của chúng ta lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Đó là cô dâu Cẩm Tiên Sạch Kiên cùng chú rể Trung Bảo. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi tân lang tân y nhân của chúng ta đi quý vị ơi. Tay trong tay họ đang nhìn nhau đi đến trong niềm hân hoan tuyệt vời của những người nếm trải mật ngọt của tình yêu. Những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin, bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên một phép màu có thật giữa cõi đời này. Kính thưa quý vị, nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ vui sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Thưa quý vị, giờ đây là những nhân vật quan trọng của chúng tôi đã có đầy đủ trên sân lễ hôm nay để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị khách quý. Thông gia hai bên gia đình của chúng tôi cùng cô dâu và chú rể xin được ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin nhấp cạn để say suốt đời. Thưa quý vị, rượu là biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân của tình yêu, sự khát vọng của con tim. Đang chứng kiến hình ảnh cô dâu và chú rể đang tay trong tay rót đầy vào những ly rượu tình yêu, điểm đến chung tình yêu đó là sự gắn kết của hai tâm hồn, hai trái tim là một.
Sau đây là những ly rượu hiếu thảo cùng sâu sắc ân nghĩa sanh thành dưỡng dục. Hạnh phúc của hai bên gia đình, niềm hạnh phúc ấy được dâng lên rất nhiều. Đó là sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của toàn thể quý vị khách quý đã nhấn chút thời gian quý báu của mình về để cùng chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Kim Mỹ cũng xin đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta nâng ly thật cao, hô thật to, uống cạn ly rượu ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ nha quý vị. Nào, nâng ly thật cao lên quý vị ơi. 3, 2, 1. Hôm nay xuân hồng trước nay, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Quý vị quý bạn, hai gia đình chúng ta cùng bước tới, cùng ly với nhau, muốn cạn ly rượu ngày hôm nay đầy thắt chặt tình nghĩa không gian. Ngày hôm nay xuân mình thiệt là vui, và hãy trở về chỗ dinh dự của mình để chiêu đãi tất cả quý vị khách quý. Riêng cô dâu và chú rể hai em hãy nắm lại và cắt chiếc bánh hạnh phúc ngày hôm nay. Hai bà chú bắt tay xuống luôn. Bắt tay. Con này hãy xuống ơi, rồi nhìn đây đi xuống luôn. Hai đứa, con này hai đứa. Rồi xuống luôn. Tay bưng chỉ muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh mới. À, các bánh nhớ luôn. Xin mời hai em hãy trao nhau hương vị chiếc bánh của tình yêu. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn trong mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc. Hết sức là tuyệt vời, hết sức là ngọt ngào luôn quý vị ơi. Người đầu tiên anh trông thấy chính là mong ước bấy lâu, vì chú rể đã từng nói với cô dâu của chúng ta rằng ước gì anh lấy được nàng, đẩy anh đem gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và rồi cô dâu cũng thọ thẻ bên tay chú rể trung bảo của chúng ta rằng anh ơi trăng tròn đẹp nhất đêm rằm, tên ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Tình yêu mà chú rể trung bảo dành để cô dâu Cẩm Tiên thì không có gì so sánh đúng không quý vị. Và trong ngày vui hôm nay, trước sự chứng kiến quan viên hai họ, chị Kim Mỹ yêu cầu chú rể trung bảo hãy hôn cô dâu Cẩm Tiên một nụ hôn thật nồng cháy để thể hiện tình yêu sâu sắc em dành cho vợ của mình. Điều này chú rể trung bảo có làm được không ạ? Được ạ. Quý vị ơi, quý vị thấy sao ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì cho một tràng hoa tay thật lớn thật dài để chú rể thể hiện điều thiêng liêng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình nha quý vị. Phúc cho hai em. Thì một lần nữa Kim Mỹ xin mời tất cả quý vị hãy cho một tràng hoa tay thật lớn thật dài để chú rể thể hiện điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mình một lần nữa nha quý vị. Nào, 1, 2, 3, hôn đi. Xin chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Cho dù mai vẫn nó xa rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Em đã nói trước, em không phải như con người ta. Em mềm yêu như một nhành hoa, em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chậm một bước em có người rước. Cũng may là anh sáng suốt tìm đường giao tim em anh nở luôn. Em đã nói trước.
mới sớm ra đường, bắt gặp anh hay đứng nhìn, liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Thì dài đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, vậy là em đã say say anh rồi. Tuổi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Phải giờ đây em không biết con tim em nó ra làm sao, hay là mình lỡ phóng lao nên theo lao. Em đã nói trước em không phải như con người ta, em mềm yêu như một nhành hoa, em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới em đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi láng chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật nguyệt đón em về làm dâu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới em đón em về cách tình trăm năm. Nhét nhét sắp xinh không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới em đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh, thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Một lần ta càng xin đến bên gần hơn anh chờ công khai với hai bên. Tại chân em sao gung gung em không dám bước, em đi vô nhà để đâu mà làm dâu. Ta ta từ từ rồi con tay từ ba má đi, anh đưa em về em đâu có biết gì mà nói ra bao câu thiết tha. Ông bạn không có khó tim nhiều mấy đâu đâu đâu, chỉ cần làm đúng 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 đúng. Chẳng ai đâu năm là ai sao quà nè, kia đi nhà nhà lọc đến tết xa. Tùng tùng vui sao mà vui mà. Chuyện của ta bao xa đã một ba năm rồi.
nâng cái ly để mà nhâm nhi. Quên hết đi chứ mà sân si. À mà coi kìa, có ba nhịp nhịp chân mà ba uống có một chút mà có bộ thiệt ưng à. Dữ à. Gia đình hôm nay ai cũng vui thay, cạn chén đầu xuân cho nó đông đầy. Thì mà nồng tình ta ba chay để giấy 10.000 lì si em ơi. Đầu tiên con xin chúc cho ông bà, điều đương nhiên là phải chúc cho không già. Vô đây là cha mẹ coi em như người trong nhà, mẹ nói nuôi anh như là công quả. Tới Tết muốn vợ cái mày cổng qua, coi vậy năm nay vậy mà vui quá. Được cái trao ta thiệt là may mắn, vì đăng đắng là mình gần nhau thêm. Chân trao gì mới ngập ngừng, nguyện nằm dù cho một tuần trong lần ra gian hồn gian ai vui đón mừng. Cắt ngàn tùm tùm ngập vàng năm mới đó bao niềm vui trong vơi vơi. Bà con xúm xích bên nhau quấn quýt tay lao, cái bên tất ta chân trong ngày sinh tầm thôi. Năm ta từ từ rồi khoanh tay đưa cô bác đi anh đưa em về. Em đâu có biết gì mà nói ra mà câu thiết tha. Như nhà mình thôi em thấy có gì khó đâu, đâu đâu thì cần làm đúng 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 đúng. Dần mai đầu năm là ai sao quà nè, kia đi nhà nhà lọc đến tết xa. Tầm tầm vui sao mà vui mấy này mình có nào. Bao lâu nay bằng lòng em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm ba má mình mà nghe vui lắm. Tinh 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 tốt cho sao tìm người tìm nụ cười hào hứng tết xa. Là ai trao quà khi nhà nhà ta ta sang sang sang. Vui sao mà vui mấy này mình có nào. Bao lâu nay bằng lòng em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm ba má mình mà nghe vui lắm. Tích 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 tốt cho sao tìm người này tìm nụ cười hào hứng tất sang. Gian thêm vài câu chúc mừng còn lâu mới buồn. Em phải đưa tay hứa có yêu mình năm thôi. Duyên của ta bao xa ra một ba năm đâu. Vì đã có em ở bên đời, con tim anh lạnh giá bao năm giờ đã có em sưởi ấm. Cần hồng anh vừa trao tay, nồng nàn tình càng thêm say. Hứa với em một lời rằng anh sẽ yêu em mãi muôn đời. Anh năm nay 30 mà chưa mạnh tình dắt dài. Anh đây cùng bộ trai mà sao anh cứ ế hoài. Qua 30 con chăng mà chưa tìm được người nắm tay. Còn tim anh trong trắng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa anh cầu tình duyên, mong sao may mắn gai duyên có luôn người yêu. Để đêm về lòng thôi buông thiêu, rồi một ngày đẹp trời duyên lành cũng tới. Vậy là từ nay hết ế rồi, vì đã có em ở bên đời. Còn tim anh lạnh giá bao năm giờ đã có em sưởi ấm. Cành hồng anh vừa trao tay, nồng nàn tình càng thêm say. Hứa với em một lời rằng anh sẽ yêu em mãi muôn đời. Yeah, yeah, hey. Bao nhiêu năm qua anh không có một mảnh tình mà dắt dai. Kể từ khi em đến em như là ngọn nến thắp sáng cho con tim anh vui trở lại. Anh đây xin hứa yêu em là không đổi, cùng em đi đến viết cuối đường chân trời. Cùng nhau xây đắp hạnh phúc rạng ngời. Yêu lắm thương lắm em ơi em ơi. Vậy là từ đây anh đã có em kề bên, tình thêm say cầm đôi tay. Anh sẽ dắt em đi rong chơi muôn nơi em ơi. Anh có chiếc xe rim màu đỏ của năm 1900 hồi đó. Nếu mà không chế thì ngồi sau xe chiều chiều mình ra công viên hóng gió em ơi. Anh năm nay 30 mà chưa mạnh tình dắt dai. Anh đi cùng bộ trai mà sao anh cứ ế hoài. Qua 30 con chăng mà chưa tìm được người nắm tay. Còn tim anh trong chăng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa anh cầu tình duyên, mong sao may mắn gai duyên có luôn người yêu. Để đêm về lòng thôi buông thiêu, rồi một ngày đẹp trời duyên lành cũng tới. Vậy là từ nay hết thế rồi, vì đã có em ở bên đời. Còn tim anh lạnh giá bao năm giờ đã có em sưởi ấm. Cành hồng anh vừa trao tay, nồng nàn tình càng thêm say. Hứa với em một lời rằng anh sẽ yêu em mãi muôn đời. Duyên
đã mang em tới đến bên đời anh, nên anh xin hứa yêu em chân thành. Mai nay dù có ra sao thì mình vẫn bước bên nhau, như hình dây bóng mình sẽ không rời. Vậy là từ nay hết ê ê ê ê, có em kề bên, còn tim lạnh giá bao năm giờ đã có em sưởi ấm. Cành hồng anh vừa trao tay, nồng nàn tình càng thêm say. Hứa với em một lời rằng anh sẽ yêu em. Cây đám cho vui như là hai ba bốn năm chục mắm bia bọt bia hơi mình vô cả trong. Em nhìn em mà xem em xinh lung linh như cái đất này, trai làng bên mò qua diễn đủ lý do kiếm cơ bắt tay. Ai mà cua được em bể tông chắc chắn con thép rất dày. Anh cày đêm cày ngày lần này chơi lớn cho tới tất tay sáng để mình mơ tấp liều tranh là chuyện xa xưa của ngày mưa. Bây giờ anh cưới em được chưa hay là em còn muốn dây dưa? Chuyện mình đã đến được nước này chỉ đợi họp xoàng trao tay. Miếng đất anh mua mấy trăm hecta giờ chồng hợp nhất mình cùng xây. Có thêm mấy ai cười chê, không cần biết bao nhiêu người mê. Anh thề anh quyết cho đến năm nay để được hốt em về Vinh. Em nhìn em mà xem em xinh lung linh như cái đất này, trai làng bên mò qua diễn đủ lý do kiếm cơ bắt tay. Ai mà cua được em bể tông chắc chắn con thép rất dày. Anh cày đêm cày ngày lần này chơi lớn cho tới tất tay sáng để mình mơ tấp liều tranh là chuyện xa xưa của ngày mưa. Bây giờ anh cưới em được chưa hay là em còn muốn dây dưa? Chuyện mình đã đến được nước này chỉ đợi họp xoàng trao tay. Miếng đất anh mua mấy trăm hecta giờ chồng hợp nhất mình cùng xây. Coi như là sông tình này thà trôi ra dòng sông, bao nhiêu chờ mong lòng này gửi thân trao về ơi. Đơn phương tình phai bồi hồi từ câu ca từ môi của người giam khối. Nhưng em lắc đầu em chỉ để yên mà thôi. Sáng sáng để mình mơ tấp liều tranh là chuyện xa xưa của ngày mưa. Bây giờ anh cưới em được chưa hay là em còn muốn dây dưa? Chuyện mình đã đến được nước này chỉ đợi họp xoàng trao tay. Miếng đất anh mua mấy trăm hecta giờ chồng hợp nhất mình cùng xây. Đi trình quý tộc bên đàn ca đến giờ để mình rước dâu. Uống đi. Rồi nhà hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sao. Trình chuyện tộc bên nhà gái đàn trai qua có gồm có bốn mâm đồ với khai việc với khai từ đường. Thì
Xin thay mặt đại diện cho bên nữ chú hôn nhận lễ và tiến hành vào cuộc lễ của cho hai cháu. Đại diện cho bên nam chủ hôn có trình tấn lễ, trên phần đó thì có khai từ đường và khai diệt, đó có 4 món quà rượu trà và bánh mứt, và đây đại diện cho bên nữ chủ hôn nhận lễ và tiến hành vào cuộc lễ du quy của hai cháu. Chị kính trình đến luôn là cho chú rể vô hợp cảnh luôn. Rồi. Hai họ kính mến. Sau khi đã nhận phần tấn lễ xong là kế tiếp những phần nghi lễ của bên nữ chủ hôn. Giờ đây trước hết tôi cũng xin kính trình thông qua trong cái cuộc lễ hôm nay. Trước hết là nhận thấy ông bà Lê Thành Trung và bà Võ Thị Cẩm Thanh, khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã kết tình thông gia với ông bà Nguyễn Văn Minh và bà Hoàng Thị Truy, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để kết tình làm lễ du quy cho hai cháu Lê Thị Cẩm Tuyên và Nguyễn Trung Bảo. Buổi lễ tại tư gia gồm có những phần như sau. Thứ nhất là hai bên thông gia ra nguyện hương đăng bái yết từ đường để chúc mừng cho hai trẻ. Phần thứ hai là hai cháu ra lễ bái gia tiên. Phần thứ ba là lễ bái trăm họ. Phần thứ tư lễ bái ông bà còn đang hiển tiền. Phần thứ năm cụ mẫu mạng. Phần thứ sáu là chú bác cô cậu về dượng. Sau đó cảm tưởng của quý vị quan khách và bế mạc. Để đến giờ kính mời hai thông gia ra nguyện hương đăng để chúc mừng cho đôi trẻ. Vậy trân trọng kính mời. Cứ như ngày hội bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ, nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bóng kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ, cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tới tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đua gió. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo chồng giàu. Nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Chân rơi vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày. Hai lăm ta uống rượu sau bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui. Nghi lễ của cô dâu chú rể ra lễ bái gia tiên và tam bảo y như thường nhật. Vậy thì cho cô dâu chú rể ra làm lễ.
nước bên đông rát xa, xa thăm ruộng đồng ruộng bao la lúa thơm là em thương bấy nhiêu anh hơn mình ở bên nhau. Giờ đã xong, kế tiếp là phần trăm họ, kính mời đứng lên Phúc Nghiêm Trang để cho hai cháu làm lễ. Lại có bà ngoại vô uống ly rượu để chúc mừng cho hai cháu. Mời bà ngoại. Hai đứa phu thề tát cạn khô nước bên đông rát xa, xa thăm ruộng đồng ruộng bao la lúa thơm là em thương bấy nhiêu anh hơn. Tập xin trình lễ cứu rồi trước thì cứu sao thỉnh quý ông và để đến chung vui cùng gia đình. Rồi chúc mừng với anh em mình coi cũng lấy đi. Thông báo trong gia đình họ nhà trai ta trình cái lễ cứu và rước cô dâu chú rể và thỉnh họ. Ai có đưa cô dâu về nhà chồng thì chuẩn bị để đưa cô dâu. Ơi này em gái ơi, hai má em sao hồng hồng, ngày mai anh dẫn châu qua chở em đi vòng vòng, chẳng mong gì lớn lao chỉ muốn thương em thiệt lòng, đưa nàng về miền Tây hứa thương hoài. Nhìn vào là đủ luôn. À trời ơi, con muốn thương cô này. Ơi tình tan tình anh sẽ đưa nàng đi qua muôn ngàn thiên ly. Một mai chẳng nghèo bôn tâm, có anh và em tên thằng cu ti. Suốt cuộc đời anh chỉ nói yêu mình em, chẳng một lời gian dối. Chẳng ước mong gì to lớn, chỉ muốn bên cạnh em dấu phong hoa không rời. Năm anh qua khoan ơi khoan, em đừng nghe đốt tay những lời ông bướm mà. Năm năm qua chỉ có anh trao hết em câu tin này. Ơi này em gái ơi, hai má em sao hồng hồng, ngày mai anh dẫn châu qua chở em đi vòng vòng, chẳng mong gì lớn lao chỉ muốn thương em thiệt lòng, đưa nàng về miền Tây hứa thương hoài em. Ơi nè anh mà nói yêu anh sẽ theo em làm chồng, bà hai bà nói anh có thương em thiệt lòng. Quê. Thương em là thương là thương như lúa non quê mình. Mong em đừng chạy da anh đen như ly cà phê á. Lo em ngày sau sống sung sướng không để ai về gần. Ấy chà đôi bàn tay này, qua nhà anh làm dâu đi. Mua liền ngay vàng cây mà đeo tòng tay như trái sơ huy. Trai miền Tây từ xưa giờ, chơi là chơi là chơi. Nhưng mà khi thành đôi là phải về sớm không để em trông chờ. Em chào ánh mắt, anh say cả đời. Hôm ấy em mặc áo xanh cho nên anh đã yêu màu trời. Nói thiệt là thương em lắm mà, thôi thì không dài dòng. Biển Đông cũng như là hồ mà nếu như hai đứa ta đồng lòng nha. Ruộng ai thì người nấy phải đắp bờ, chứ duyên ai nấy gặp khỏi đợi chờ cho mắt công. Ngỡ đâu rằng anh chị
chỉ tới để chơi. Ai về mà anh tới để kết đôi cái vợ chồng em ơi. Tình anh là sông sâu người ơi to lớn thương nhau
lễ gần như sau. Phần 1, mời tham gia Hương Thương. Đây, có đồ đèn thì chế. Phần 2, đem cụ cho ông bà, con trai, cha mẹ, con tư. Phần 5, đem cụ cho anh em. Phần 6, kết thúc. Xin mời hai cha bước lên để là... bé ơi em đừng đi đâu, mình nên mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má anh đã kêu tụi mình cua dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trời đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có đành lo chi, thế gian bao người xin mời anh chị động ly uống nhau thôi. Kêu ông đó kìa, ông đó trốn trốn nãy giờ ông né hoài đó. Rồi nhỏ đó, xin mời đứng dậy khoan anh chị ngồi đó đi. Đứng dậy cha mẹ cho con lại 26. Lên đá đi. Rồi cung tay sẽ lại 26. Lên luôn. 1. 2. Hai em đứng sau lưng ba mẹ cái nơi. Đi kiếm chị về đây anh đọc. Đứng sát luôn. Ấy đứng sát sát rồi bác. Ok. Kéo lại luôn. Ngủ con ngủ cái hai cho tiền đây, 51 triệu. Triệu đưa đây rồi, nhịn đi Phan, cho Phan Tám ơi, Phan ba cô ơi, cô nhận một tay đây rồi, ông Tám lui lên chút xíu ông Tám, rồi ok đây, nhìn con đây 2, 3 rồi vô luôn. 1 triệu phải vô. Rồi. Vô gì? Bác đã đưa cho cháu lại 26. Tao thấy chưa uống nè. Rồi xuống đi cho cháu 26 đi. Anh ngồi xuống đây, anh tự nhiên đi, anh ngồi xuống bình thường đi. Mở nút tiền. Tiền. Không thắng thì trời. Rồi ông Tám chuẩn bị vô, ông Tám ơi. Cháu ơi. Cháu. Ông Tám, ông Sáu chuẩn bị đại hội còn cháu đâu rồi. Cháu ơi. Lại nhờ công chúng.
qua cua mấy ông lên. Bà một điểm á ông lên nhà cua là mất lương đó. Rồi hai đứa đứng đưa cho hai ông luôn. Rồi hai ông đây cho xin chụp hai ông hình hai ông ơi dòm con hai ông ơi đây hai ông ơi. Rồi chụp ba con trời ơi bóp bóp năm bôi trong này rồi ông ơi nó liền lộ ra. Rồi bây giờ hai ông cho cháu quậy hay sao chúng ta sẽ lại hay sao em chúng ta sẽ đi. Rồi tới bóp ba có chưa đấy hai rồi. Cô ba nè. Cô ba đâu? Ngồi đây. Rồi, ông Tám ơi, lùi ra cho ông quay phim chụp hình. Tám ơi. Ông lấy ly đưa mà. Rồi, hai cô ơi. Đây, ba, đây là hai cô, hai ba. Ông Tám ơi, rồi, chứ mà hai con gì anh Tám? Rồi chị mời hai chị đây, hai chị ơi. Chưa chụp lại đi. Từ chính gì nhận vô đi. Rồi. Thôi đeo vàng nặng quá nó khổ. Mà hai cô sao mà chuẩn bị bước vô? Vậy cho mấy cô. Vậy không? Nhiều tiền nha, nhiều tiền đó nha. Mà mấy bà kia quá đưa tiền nhiều quá, chậm chậm chút xíu đi hay gì ơi. Rồi đây này tới chú. Làm cái bên đi. Đây. Rồi, vậy tư nhiêu? 8 triệu. Yến cả 500, Yến nó bệnh nè. Yến cả 500. À, vậy tư 1 triệu, và anh Vũ 500. À, vậy tư chị khỏi, chị khỏi rồi đi, chị 3 triệu. À, vậy chỉnh vô đi, chỉnh đi. Thấy cái gì, phải có cái gì đó chứ. Cái này hả? Không phải vô, chụp cái được. Vậy tư ngồi đó gì tư? Vậy đây tư ngồi đó chứ, chỉnh cái đi. Rồi đây nhìn đi hai cậu ơi. Hai cậu nhìn đây hai cậu ơi. Hai ba. Uống hết cái gọi gì. Nhấp cậu tiên đi rồi. Cháu đào 1 triệu hỏi cho bên mới được. Rồi đứng vô chụp hình luôn. Đứng đi chị ơi. Chụp với con dâu đó, bỏ chú gái này. Bỏ chú gái này. Tay ba người. Anh Hải rồi. Cái là 2 triệu không? Rồi đứng rồi. Tao nhiên cái bỏ túi nhiên mày chạy. Những vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ tân hôn của cô dâu Trung Bảo, sinh viên cùng dự thân, chú rể Trung Bảo, sinh viên cùng dự cô dâu Cẩm Tiên. Lời nói đầu tiên thì cho phép các linh đại diện về phía gia đình, đại diện về âm thanh ánh sáng Thành Trung xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
thưa quý vị bạn khách kính mến, trong kiếp sống nhân sinh, mỗi một con người luôn luôn dành sẵn cho mình một chuyến xe để đi tìm một nửa sự yêu thương. Và trên chuyến xe ấy luôn luôn có sự đồng hành chở che của những người làm cha làm mẹ, bởi cha là bắt nguồn cho sự yêu thương, nguồn gốc lý tưởng, còn mẹ bắt đầu cho sự yêu thương, hạnh phúc và tình yêu. Cha là núi, mẹ là sông. Các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành, ai về tứ gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Và kính thưa tất cả quý vị bạn khách kính mến, chuyện nhận vợ gả chồng cho con, đó là bổn phận trách nhiệm của những người cha người mẹ. Và hơn thế nữa, đó là niềm đáng lo nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi con người từ những kết quả yêu thương. Với sự trân trọng ấy, ngay từ bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân lễ để cùng chào đón đôi thân gia. Trước hết thì chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ hôn họ nhà trai, đó là ông bà ông Nguyễn Văn Minh và bà Hoàng Thị Chi, là song thân của chú rể. Quý vị ơi, chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng được không ạ? Và cũng được xin trân trọng kính mời chủ hôn họ nhà gái, đó là ông Lê Thành Trung và bà Võ Thị Cẩm Thanh, là song thân của cô dâu. Quý vị ơi, chúng ta cũng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng được không ạ? Kính thưa quý vị ơi, sau một thời gian cùng nhiều nhau đi trên con đường màu xanh của tình yêu, cùng vượt qua bao phong ba thử thách của biển tình, cuối cùng mối thiện tình của hai bạn đã neo lại bến bờ hạnh phúc, đó là ngưỡng cửa hôn nhân. Như vậy ngay từ bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân lễ để cùng chào đón đôi Nguyễn Ương đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là chú rể Trung Bảo, sinh viên cùng với cô dâu Cẩm Tiên. Mỗi người có tay nồng nhiệt để chúc mừng được không quý vị? À, xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 10 2024, cũng là nhằm ngày 25 tháng 9 năm Giáp Thìn, và được sự thống nhất giữa hai bên gia đình, giữa ông họ nhà trai ông Nguyễn Văn Minh và bà Hoàng Thị Chi, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, ở cách tình thông gia giữa ông họ nhà gái ông Lê Thành Trung và bà Võ Thị Cẩm Thanh, khóm Thành Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt cho đôi Nguyễn Ương, đó là chú rể Trung Bảo, xin chia cùng với cô dâu Cẩm Tiên. Vì vậy không biết nói gì hơn, đáp lại tấm chân tình của những vị khách quý đã không ngại đường xa xa xôi đến đây, đại gia đình chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời chào để tỏ lòng tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lời chào thân ái nhất. Và đó không quý vị, à, các quý vị chơi vui thì gái cũng vui, hôm nay hai họ tưng bừng nở qua, họ nhà gái hân hoan mừng rễ thảo, họ nhà trai hứng hở đón giao hiền, và để cho nghi thức được nối liền, vì vậy là xin mời đôi Nguyên tiến đến thắp ly nghiệp vợ, tình chồng sắc son dù cho núi lở non mòn, tình chồng nghĩa rồi. Và thứ tự đầu tiên về chơi rượu tình thì phát lên cùng thay mặt về quý gia đình những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Thành Trung, à, kính chúc cho đôi bạn này gửi tình yêu vào đất, được hoa trái đầy cao rộng, sẽ được ngọn sao xanh. Em trao cả cho thứ hai là chai rượu hiếu, rượu mừng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, cùng nhau góp tràn những ly rượu yêu thương trong ngày hôm nay. Đó là một thông điệp hứa hẹn, một tình yêu đứa đôi, một hạnh phúc để đi đến bến bờ. Để hướng về nguồn cội như ông cha ta thì có câu, chứ để có được đó là nhờ công sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn trừ hiếu mới là đạo con. Rồi xin mời hai em. Mang con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy tới che chở đời con. Rồi Khánh Linh xin mời quý vị ở bên dưới hãy hướng mắt về sân bay để cùng chiêm ngưỡng Đông Dương nâng ly rượu cùng với đại gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vì vậy Khánh Linh xin mời.
mời những vị khách quý từ hai họ nhà trai nhà gái chúng ta ở dưới bàn tròn có những ly bia đâu ạ, ly nước ngọt đâu ạ, vừa ly trà đá hãy giơ tay hãy rót thật đầy ly. Sau 3 tiếng đếm thì chúng ta hãy cùng nâng ly thật cao để chúc mừng trai họ từ nay có giao hiền rễ thảo và chúc cho đôi người trăm năm hạnh phúc đó quý vị. Những ly nước quý vị sau 3 tiếng đếm của em à quý vị ơi, 1, 2, 3 vô. Rồi tham gia mình cùng ly với nhau. Rồi chúng ta một bếp cùng ly nha. Rồi mình tham gia mình ngày càng cho tôi nhắc nhạc thôi. Quá thiệt rồi. Cái thứ về phần nghi thức lễ vụ sân banh sáng nay thì rồi bắt tay nhìn vào nhiếp ảnh nè. Rồi xuống. Rồi nắm tay xuống rồi. Rồi xuống bài bà tham gia này nè. Rồi hai tay kia, tay kia của Nam, tay kia cầm nha. Đi vô. Rồi. Rồi bài bà tham gia mình bước xuống rồi. Rồi quá thiệt rồi. Sẽ bồi cho ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Chạm đây hai đứa. Bánh này vỏ trắng ruột hồng, bánh này gợi nghĩa hương nồng tình yêu. Một lần cắt bánh một lần yêu. Cắt bánh dưới luôn. Hai là cắt bánh yêu thêm nhiều. Ba lần cắt bánh cho ngày cưới. Hạnh phúc trọn đời. Chúng ta cũng đang chứng kiến hình ảnh đôi ương đang chia ngọt sẻ bùi với vậy, tượng trưng cho một sự gắn bó, sự sẻ chia trong cuộc sống lứa đôi. Từ nay ta đã có đôi như chim liền cánh, như cây liền cành. Thì Khánh Linh có một gợi ý nha, nhỏ hỏi chú rể như thế này. Không có giao cơ ha. Chú rể Trung Bảo ơi, từ lúc quen cô dâu Cẩm Tiên đến ngày hôm nay thì ở trên sân khấu này thì chị Khánh Linh hỏi thiệt nha, chú rể có hôn cô dâu lần nào chưa? Có. Có quý vị, em có, nhưng mà em hỏi thiệt quý vị, bên dưới có thấy chú rể hôn cô dâu lần nào chưa ạ? Vậy là chỉ hôn có hai đứa thôi à. Hôm nay là trước vân viên hai họ cùng tất cả những vị khách quý gần xa, vì vậy thì chú rể Trung Bảo sẽ thể hiện một nụ hôn đồng chí nhất để nhiếp ảnh gia lưu lại những hình ảnh đẹp mà nhất mà trên sân khấu này hai đứa hôn nhau ha. Và trước khi hôn thì chị xin hai đứa quay vào nhau. Rồi mắt đầy mắt ha, mở một nụ cười thật là tươi sau 3 tiếng điếm mình mà hôn nha. Cho đôi người hôn được không vậy? Những cái tay vậy thay lời chúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay á. Rồi sau 3 tiếng điếm nha. 1, 2, 3 Give me. Rồi, được chưa quý vị? Được chưa quý vị? Được chưa dạ? Không vậy được chưa? Trời ơi, người được rồi không thôi vậy. Mọi người kính chúc cho hai em tuần nào cũng là tuần thân mật, tháng nào cũng là tháng yêu thương, năm nào cũng là năm hạnh phúc. Chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chương trình nghi thức lễ tân hôn của chú rể Trung Bảo sinh viên cùng với cô dâu Cẩm Tiên đến đây thì cũng đã hoàn tất. Ngay từ bây giờ thì xin gửi trả đơn hương về trong vòng tay yêu thương của tất cả quý vị, và cũng không quên thay mặt về chủ hôn kính chúc cho những vị khách quý dùng một buổi tiệc cùng với gia đình thật là ngon miệng. Trong lúc chiêu đãi cũng như là tiếp đón có điều chi sơ suất, cũng mong quý vị niềm tình chủ hôn nhất là đôi gương mà bỏ qua cho. Và một lần nữa thì thay mặt về âm thanh ánh sáng Thành Trung kính chúc và nhờ mời những vị khách quý cũng như là chúng ta có chương trình văn nghệ thì hãy hát hò cho vui quý vị. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rù giao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xỉnh tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi hai ta là nhất trần đời. Giờ lành đã đến em
ơi đàn tay càng rù dao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm, pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần, vàng nhạc sập sình vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình, em đừng có xin tiền mừng cưới chưa khui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi hay ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến đặt tay càng rù dao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest em thì váy cô dâu, đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Giờ lành đã đến em ơi, tay càng rù dao bôi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Tình mùa xuân nó kêu tên mình, nghèo ngạt thường đi đâu cũng về với quê nhà, ai cũng thế chờ đón đến hôm nay. Tên đến bên tay xôn xao lắng nghe, quét dọn xong ta đông cho đầy bình xăng lắc lư lưng chừng. Mừng mừng rưng 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 trong lòng, tối nay là 30 Tết, sắp xếp xong xuôi đi tới đi lui sang một trang năm mới. Rồi nắng cháy ly lan quang, khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta. Năm nay xuân sẽ vui hơn mà, nhà nhà đều lo bánh trái mức Tết như mang lọc đầy khắp sân. Lân lân trong lòng nộn não, không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo. Sao thấy em buồn xo, xuân đang sang nắng đo chi nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắm em, đêm lá mùa thu phương đồ bên thêm. Khi sơn hà yêu nổi biêu đi, đôi bờ đôi ngã vắng tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chung mình. Sang tới đêm anh chưa thể nào ngừng nhớ em. Thôi đưa bàn tay anh nắm, anh thương em nhiều lắm. Anh viết bài hát cho em thật lòng son sắt trăm năm. Hai ta trồng rau nuôi cá, sống chỉ căn nhà lá. Mai này khâm khá anh sẽ cố gắng xây nhà cho em. Để anh rước con dâu hiền ngoan thưa với cha mẹ rằng, làm đám cưới cho hai tụi con thì có chi để yên bằng. Đầu cao thêm sánh lê tuyệt to, vui cái duyên tươi cho. Thêm đứa trai đâu lòng là tuyệt vời qua có chi mà lo. Hai ba tháng hoa thì vui hai bên cùng nắng ly. Hân hân đi tâm nói đêm nay không sai là không dễ. Rồi mai đây sẽ lo làm ăn, anh sẽ xây nhà to. Lúa tóc chắc đây có cuộc đời mình sẽ ấm lo tự do. Bao nhiêu thằng rình nó hốt ngay, đồng ý rồi theo anh dắt về dinh. Cầu giang đóng đinh mai đây họ hàng mối duyên cho mình. Thôi đưa bàn tay anh nắm, anh thương em nhiều lắm. Anh viết bài hát cho em thật lòng son sắt trăm năm. Hai ta trồng rau nuôi cá, sống chỉ căn nhà lá. Mai này khâm khá anh sẽ cố gắng xây nhà cho em. Để anh rước con dâu hiền ngoan thưa với cha mẹ rằng, làm đám cưới cho hai tụi con thì có chi để yên bằng. Đầu cao thêm sánh lê tuyệt to, vui cái duyên tươi cho. Thêm đứa trai đâu lòng là tuyệt vời qua có chi mà lo. Hai ba tháng hoa đều vui hai bên cùng nắng ly. Ông hết đi tâm nói đêm nay không sai là không dễ. Rồi mai đây sẽ lo làm ăn, anh sẽ xây nhà to. Lúa tóc chắc đây có cuộc đời mình sẽ ấm no tự do. Sao hồng ngày vui cơn qua, hai ta thương nhau đến già. Đón chào thành viên mới sang, đêm nay không sai thì ta sẽ. Để anh rước con dâu hiền ngoan thưa với cha mẹ ai đây. Làm đám cưới cho hai tụi con thì có chi để yên bằng. Đầu cao thêm sánh lê tuyệt to, vui cái duyên trời cho. Thêm đứa trai đâu lòng là tuyệt vời qua có chi mà lo. Hai ba tháng hoa đều vui hai bên cùng nắng ly. Uống hết đi tâm nói đêm nay không sai là không dễ. Rồi mai đây sẽ lo làm ăn, ăn sẽ xây nhà to. Lúa tóc chắc đây có cuộc đời mình sẽ ấm no tự do.
mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác mau câu chúc dành cho đôi mình và cô dâu trong thật xinh đi theo anh ghê nhân. Anh hứa không thay lòng yêu em như lúa yêu đồng, yêu nhau bao nhiêu lâu nay nhưng anh chưa tin chuyện châu cao. Em ơi ý em sao để anh biết anh tin cho rồi, gần đây anh nghe phong phanh rằng ai đó cũng muốn cưới em nên anh hơi lo lo, anh phải quyết là cưới em liền. Nhà trai đi sang nhà gái xin cho đôi mình nên duyên, hai bên kết tình thông gia chuyện hai đứa coi như là chỉ cần chọn một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên qua mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác mau câu chúc dành cho đôi mình và cô dâu trông thật xinh đi theo anh về. Chưa tin chuyện châu cao, em ơi ý em sao để anh biết anh tính cho rồi. Gần đây anh nghe phong phanh rằng ai đó cũng muốn cưới em nên anh hơi lo lo, anh phải quyết là cưới em liền. Nhà trai đi sang nhà gái xin cho đôi mình nên duyên, hai bên kết tình thông gia chuyện hai đứa coi như là chỉ cần chọn một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước. Tía má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền nà. Thiền qua mình đi trên sóng cũng như là có điều gì sơ suất, cũng mong quý vị niệm tình chủ hôn, nhất là rương ương mà bỏ qua cho. Và một lần nữa thì thay mặt vì gia đình kính chúc cho những vị khách quý dùng một buổi tiệc cháo đêm cùng với gia đình thật là ngon miệng. Thì gia đình thì thấy nãy giờ cũng có mời anh Thanh Ánh Sáng Thành Trung đến đây, trước là phục vụ, sau là giao lưu cùng tất cả những vị khách quý, cũng như là có thể thằng văn nghệ chọn ca khúc mình yêu thích để góp vui cho được phòng vui tươi long trọng hơn. Thay lời chúc phúc đến đôi nguyên được trăm năm hạnh phúc thì để tiếp nối chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, chương trình văn nghệ thì Khánh Linh cũng mở đầu chương trình văn nghệ hát gửi đến quý vị ca khúc được mang tên Tình Yêu Tuyệt Vời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ạ. Yeah.
xương đen đây vợ ơi. Cái đám mà quay cầu đó không? Chị quay cầu chị vô chứ có cái đám đó. Trung Bảo đó bao. Mang theo câu hò điều lệnh chính dòng sông, mang theo tấm lòng
châu sao câu hò điều lý bớ đàn ơi bằng quá núi đèo cao cao chẳng cùng đưa lại về đi sao xuyên lý chung bao năm tháng mong chờ bao số
Mãi mê mình trong chốn trái say hoàng.
nhớ hiền bóng mẹ cha. Đời con ta phương như chim trời muôn thương, mơ ước ngày về đang chờ đường tương lai. Hàng trên đôi vai nặng gánh con bao điều, ôm áo đau tình bước mưu xin lên môi mẹ cha em. Xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng
thầy xin hẹn lại kiếp lai sanh. Tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay, theo thân hài quang cho hoàn cảnh nước còn đốt cháy quê hương.